200. Trả cô này, hẹn không có gặp lại luôn á. Gặp lừa đảo rồi trời ơi. Bộ đồ này đi thuê đúng không? Thuê để bận cho lịch lãm rồi đi lừa đảo đúng không? Ai dám lừa đảo gia đình Diệu để bước qua sát thằng Cường Đô này nghe chưa? Em phải ký vô cái giấy tờ bán đất này, nếu không anh sẽ ở đây phá nát cái đám cãi của em đó. Không ký gì trơn á, không bán. Suốt ngày mà trồng rau củ như này biết khi nào mới giàu được đây. Chắc phá bỏ khu này quá.